Chương 781: Các đại lão tụ hội. Chư vị lại nghe ta một lời. Từ Dương mắt thấy Tam gia giờ phút này bị liếu triếu phiền phải quá sức, quả quyết mở miệng vì hắn giải vây, đồng thời cũng sắp hiện ra trận các lộ giang hồ danh túc nhóm ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Cảm tạ chư vị nâng đỡ, chỉ có điều ta bây giờ còn không có thoát ly Tam gia bên người dự định, Tam gia đối ta có ơn tri ngộ, ta là nhất định phải báo đáp hắn một phen. Về phần tâm ý của các vị, hoàn toàn chính xác cũng là thịnh tình không thể chối từ như vậy đi ba ngày sau ngay tại chúng ta phủ thượng ta liền lấy vân tam gia danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi các lộ giang hồ ban phái danh túc nhóm đoàn tụ một phen hết thảy là cho ta a dương mặt mũi này đều có thể ngồi vào vị trí chúng ta thật cốt nâng cốt ngôn hoang náo nhiệt một lần tốt a dương huynh đệ quả thật hào sản ngươi dù không tại giang hồ nhưng chỉ sợ sau này giang hồ tràn đầy đều chính là ngươi truyền thuyết toàn bộ trường nhạc quận thứ nhất hảo hán cũng không phải ngươi A Dương huynh đệ không ai có thể hơn. Đám người riêng phần mình bắt đầu thổi phồng lên từ Dương thực lực đến, cả đám đều bắt đầu lấy lòng hắn, nhưng từ Dương cũng nhìn ra được những cái này giang hồ nhân sĩ cả đám đều không phải loại kia hư đầu ba não tồn tại, bọn hắn loại này vui lòng phục tùng khâm phục đều là phát ra từ đáy lòng. Theo ta thấy, Vân Phủ cũng không phải là tốt nhất cơ hội chỗ, tam gia mặc dù quản giao hào kiệt, danh tiếng lan xa, thế nhưng là hắn dù sao có được đô đốc thân phận, nếu như tại hắn phủ thượng thu lưu chúng ta những cái này người giang hồ. Chỉ sợ cũng phải đối tam gia tạo thành một chút ảnh hưởng, không bằng chúng ta ngay tại cái này trường nhạc quận bên ngoài 30 dặm trăm một rừng cây tụ hội, như thế nào? Một cái cầm đao lãng nhân đột nhiên mở miệng, lập tức đạt được mọi người nhất trí đồng ý, vậy được rồi, ba ngày sau bạch một rừng cây, mọi người chúng ta thật tốt nâng cốc ngôn hoang, chư vị cáo từ. Rất nhanh, hôm nay trận này diễn võ đường so tài rầm rộ liền bị toàn bộ trường nhạc quận người bốn phía lan truyền vẻn vẹn chỉ là dùng đã hơn nửa ngày thời gian lân cận mấy cái quận thành người trong giang hồ cũng nghe được a dương danh tự cũng đều hết sức tò mò gia hỏa này đến tục cùng là như thế nào một cái khó mà tin nổi tồn tại mà liền tại đêm đó đám người riêng phần mình tan cuộc sau khi rời đi chấp pháp đường bên trong ba tấm lão sắc mặt tái xanh trùng điệp chụp về phía trước mặt bàn thật sự là lẽ nào lại như vậy Bản trưởng lão tại cái này trường nhạc quận cũng hỗn mấy chục năm, chưa bao giờ như hôm nay khó như vậy có thể quá, cái kia gọi A Dương Gia Hỏa, vậy mà để ta như thế xuống đài không được, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Tam trưởng lão bên cạnh đi theo làm tùy tùng hầu hạ cái kia ri mép sư gia một mặt nịnh nọt đi tới. Chủ tử căn bản không cần cùng hắn đưa khí, không được bao lâu chúng ta lão đại liền phải trở về, đến lúc đó tùy tiện cho cái kia gọi A Dương Gia Hỏa An một cái tội danh, ta cũng muốn xem thử xem, cái này Vân Tam có cái gì đảm lượng bao che hắn? Dù sao bây giờ thiên hạ chính là chấp pháp đường thiên hạ, hắn còn dám cùng chúng ta khiêu chiến hay sao? Chẳng qua chỉ là một cái quan can tư lệnh, hắn lại có thể sinh động đến khi nào? Quả nhiên, sư gia những lời này, ngược lại để trước mặt tam trưởng lão lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tính toán thời gian, vừa vặn chính là ba ngày sau đó, chúng ta đại nhân nên tiến vào trường nhạc quận, đến lúc đó ta muốn bọn hắn đẹp mắt không sai đến lúc đó chờ thủ tọa đại nhân hắn trở về chúng ta lại thêm mắm thêm muối một phen định đem cái kia a dương chém thành muôn mảnh tam trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu báo cáo tam trưởng lão thám tử hồi báo cái kia gọi a dương gia hỏa cùng cái khác các lộ giang hồ môn phái ước định cẩn thận ba ngày sau đó tại trăm một rừng cây cơ hội chúng ta muốn hay không khai thác một chút hành động ồ lại còn có chuyện như thế Ba tấm lão nghe vậy lập tức con mắt tỏa ánh sáng, không hề nghi ngờ hắn là nhìn thấy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thiên chân vạn sát, chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ trường nhạc quận, chính là tại hôm nay chúng ta rời đi không lâu sau, cái kia A Dương cùng các lộ giang hồ danh túc nhóm quyết định ước định. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lập tức cho lão đại viết thư tin một phong, liền nói ba ngày sau đó, trong một rừng cây có một đám giang hồ giặc cỏ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta bên này lại phái ra cái hai ba trăm chiến sĩ tiến về chi viện trực tiếp đem cái kia a dương cùng những cái kia không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa một mẻ hốt gọn để bọn hắn cũng biết biết bây giờ tại cái này trường nhạc quận bên trong ai mới thật sự là vương có phải là an phận lâu bọn hắn liền đã quên chúng ta chấp pháp đường uy nghiêm chỗ thuộc hạ tuân mệnh cái kia ria cười hít mắt tiến vào nội đường viết thư đi mà trước mặt tam trưởng lão thì cao hứng bắt đầu tự lo uống trà, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán lên như thế nào trà đạp từ dương. Thật tình không biết, làm nàng quyết định phải cùng từ dương là địch bắt đầu từ thời khắc đó, nàng khoe khoang kiếp sống liền đã mở ra đếm ngược. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái nha. Thực không dám giấu giếm, ta đã hơn 10 năm không có giống hôm nay cao hứng như vậy quá, nếu không có ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta cảm thấy đời này lại không có cơ hội tái tạo năm đó huy hoàng. A Dương, ngươi có biết, lúc tuổi còn trẻ ta đứng tại nguy nga trong hoàng cung kia là cỡ nào hăng hái. Từ lúc chúng ta mạch này bị đá ra quyền lực hạch tâm về sau, ta liền một mực biến thành người bên ngoài trò cười. Mặc dù bên ngoài tất cả mọi người đối ta tam gia tam gia xưng hô, thế nhưng là ta rất rõ ràng, những người kia sau lưng đều tại dùng các loại ngôn ngữ cười nhạo ta, nhưng thì tính sao đâu, bây giờ ta có ngươi trợ giúp, rốt cục xem như có thể đại triển hoành đồ. Từ dương cũng nhìn ra được, Tam gia hôm nay là cao hứng tới cực điểm, loại kia vui vẻ là xuất phát từ nội tâm không còn che giấu. Yên tâm, có người cao hứng thời điểm, lúc này mới cái kia đến đó. Ba ngày sau đó, ta liền đi chiếu cố những cái kia người trong giang hồ, nhìn ra được thu phục những người kia hẳn không có khó khăn quá lớn. Chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn, nhân thủ của chúng ta liền có thể mở rộng đến ngàn người quy mô, đến lúc đó, coi như chính diện cứng rắn chấp pháp đường cấp thế lực, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay ba ngày sau đó từ dương sớm liền tới đến trăm một trường cây cũng không lâu lắm một cái tiên phong đạo cốt lão giả trước hết nhất đạp không mà đến trong tay còn nắm chặt hai bình thượng đẳng rượu ngon ha 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 a dương huynh đệ ngươi tới thật sự là sớm a à, quả nhiên là cái giữ uy tín người lão già ta không nhìn lầm ngươi lão nhân này nhìn qua ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt sống được thoải mái chỉ là hắn rượu ngon thịt ngon như vậy tự tại lại giống là một cái lão ngoan đồng Bất kể như thế nào, hắn cho Từ Dương cảm giác xác thực rất dễ dàng chung đụng. Tiền bối hữu lễ. Ai nha, cái gì tiền bối không tiếng bối, ta vờ vờ. Là người trong giang hồ, không tính những cái kia lễ nghi phiền phức bối phận, về sau ngươi xem lên, liền gọi ta một tiếng lão đàm đại ca, chờ một lúc ta cho ngươi thêm mấy món dẫn tiếng mấy cái chân chính nhân vật giang hồ. Rất nhanh, một khoác trên người màu lam vải bào nam tử cầm kiếm, đạp trên từng đạo trúc một bay tới đây là lãng tiên đủ bạch. Tại gia hỏa này sau lưng, thì là trước đó cái kia tự xưng la hán đường sắc la hán đại xuyên. Theo sát lấy mặt phía nam rừng trúc, một đạo huyễn ảnh một loại thân pháp tốc độ cường hóa đến cực hạn gia hỏa đột nhiên xuất hiện. Mặt trên người một thân trang phục thích khách đóng vai, thấy không rõ hắn cụ thể khuôn mặt, nhưng mà hắn một đôi ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Đây là ảnh chủ áo kiếp. Cái cuối cùng xuất hiện cô gái tóc dài, trong tay cầm một con tì bà, Mặc trên người lam lục sắc váy dài, gần như là đạp trên thanh ca lượng lờ mà tới. Đây là nhạc cơ linh vũ. Chương 782, trấn ác thủ tọa. Ha ha ha, lão đầu tử. A Dương huynh đệ, các người đến thật sự là sớm nha. Cũng vậy, Sắc La Hán, ta còn suy nghĩ các người những người khác không đến, liền ta cùng A Dương huynh đệ đơn độc gặp nhau, chẳng phải là đẹp ư? Nguyệt cơ linh vũ kêu gào mở miệng trêu chọc một phen cũng là trêu đến đám người cười ha ha. Ngươi cô gái nhỏ này là không phải là muốn mê hoặc A Dương huynh đệ. Ngươi thiếu đánh cái này tính toán, ta cho ngươi biết, A Dương huynh đệ thực lực đều tại chúng ta phía trên. Liền ngươi điểm kia tiểu thủ đoạn, đối với hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đám người thật sinh trêu ghẹo một phen, bầu không khí lập tức cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều. Mà phía sau trước lão giả này đàm đại ca thật sinh vì Từ Dương giới thiệu trước mặt bốn người này. Thật tình không biết bốn người này chính là trường nhạc quận Phạm Vi bên trong giang hồ anh hùng ở trong điển hình, bốn người bọn họ, mỗi một cái đều xuất lĩnh lấy một chi quy mô không nhỏ giang hồ tổ chức. Lãng tiên trong tay có một con hơn 80 người lãng nhân đội ngũ, đều là hắn từng tại quê quán bên kia mang tới nhà mình huynh đệ. Mà cái này kiếm cùng, thân phận tương đối đặc thù, bởi vì trường kỳ độc lai độc vãng, bởi vậy hắn không có cái gì thủ hạ cùng học đồ, ngày bình thường cũng liền nguyện ý cùng mấy tên này tụ cùng một chỗ về phần ảnh chủ thì là chuyên môn nhẫn đạo người tu hành thủ hạ cũng có trên trăm môn đồ điều tra tình báo phương diện tuyệt đối là nhất lưu mấy người ở trong nhất đáng nhắc tới ngược lại là cái này nhạc cơ linh vũ nha đầu này nàng không riêng dáng vẻ ngọt ngào vui kỹ siêu nhiên đồng thời tại toàn bộ trường nhạc quận cùng chung quanh hai cái quận thành ở trong đều mở có nhạc phường cũng là nổi tiếng một đời danh linh a à dương huynh đệ sau này mặc kệ là tại trường nhạc quận vẫn là tại những địa phương nào khác có chúng ta mấy cái huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ, liền xem như chấp pháp đường dám vì khó ngươi, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta các phương nhân mã đến đông đủ. Nhất định sẽ vì ngươi chống đỡ đủ tình cảnh. Từ Dương thật sâu nhìn mấy người kia một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lão Đàm đại ca trên thân. Cảm tạ mấy vị xem trọng, các người là hai ta trước hết nhất kết giao một nhóm giang hồ hảo hán, từ hôm nay trở đi chỉ cần các người nguyện ý, ta có thể mang theo các người chinh chiến bốn phương xông ra một phen sự nghiệp tương lai. Nhất định có thể làm cho các người tại doanh châu vùng lĩnh vực này tứ hải dương danh. Lão đàm đại ca mấy người nghe từ dương, tiếp lấy ha ha phá lên cười. Từ dương nhìn ra được, bọn hắn cũng không có quá đem mình lần này lời nói hùng hùng coi ra gì, dù sao hiện tại từ dương hiển lộ rõ ràng ra năng lực vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một cái cường đại võ giả. Huynh đệ, cái gì uy danh bác hoang những cái này chúng ta ngược lại không trông cậy vào, chỉ là người sống một thế, trọng yếu nhất chính là lấy tình nghĩa, có thể kết giao ngươi dạng này hào sản huynh đệ, còn cầu mong gì? Mặc kệ tương lai ngươi gặp được như thế nào khó khăn, ngươi chỉ cần ghi nhớ, chúng ta những người này đều sẽ đi theo ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử. Chúng ta nguyên bản liền kính ngưỡng tam gia làm người, chỉ tiếc tam gia những năm này âu sầu thất bại, cũng không có cái gì tốt hơn phát triển tiền cảnh, lại trở ngại chấp pháp đường áp lực, chúng ta cũng không tốt cùng hắn đi được quá thân cận. Thế nhưng là bây giờ có người loại tồn tại này, có thể đem chúng ta những cái này cùng chung chí hướng người tập trung ở cùng một chỗ, đây chính là chúng ta muốn nhìn nhất đến một màn. Chúng ta những người này nhàn tản quen, thế nhưng là bốn biển là nhà liền cái định chỗ đều không có, bây giờ có người cùng tham gia sự hiện hữu của các ngươi, chúng ta những cái này lang thang người cuối cùng cũng coi là có cái kết cục. Chẳng biết tại sao, nghe được bọn hắn những người này mấy câu nói như vậy, từ dương nội tâm tràn ngập chua xót cũng tương tự âm thầm nói với mình, lần này doanh châu chi hành nhất định phải cho những người này an trí một cái tốt tương lai. Yên tâm đi, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng là được. Từ dương vừa dứt lời, liền thấy hai cái trên thân nhuộm đầy vết máu ảnh lưu cao thủ, đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất tại doanh chủ trước mặt. Chủ nhân, việc lớn không tốt, chấp pháp đường thủ tọa đột nhiên bị người giết tiếng bạch một rừng, xem ra bọn hắn nói ít cũng có hai ba trăm đỉnh cấp cao thủ, hẳn là sớm đạt được chúng ta ở đây hội nghị tình báo, Hiện tại các huynh đệ ngay tại bên ngoài cùng những người kia ra sức chém giết. Đã tổn thương hơn phân nữa. Nghe được gia hỏa này một phen, Từ Dương mới biết được, nguyên lai like trước mắt mấy cái này giang hồ thủ lĩnh đều là sớm chạy tới, mỗi người bọn họ cũng mang theo không ít mộ danh mà đến huynh đệ, chỉ có điều những người kia cước trình quá chậm, liền bị dần dần bỏ lại đằng sau. Có ai nghĩ được liền ngắn ngủi như thế công phu, liền gặp chấp pháp đường phương diện cướp giết tên vương bác đảng này cũng dám đối ta người đồng thủ. Ảnh chủ bác nhưng giận dữ, đồng dạng bên người lãng tiên, kiếm cùng hòa thuận vui vẻ cơ mấy người cũng đều là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Những cái này chấp pháp đường ngày thường ngang tàn quen, quả nhiên là không có người nào có thể trị được bọn hắn, thế nhưng là bây giờ bọn hắn như vậy khi nhục chúng ta hôm nay liền xem như liều chết một trận chiến ta cũng tuyệt không lui lại. Đúng lúc này, từ dương lớn cười vài tiếng, vỗ vỗ mấy người kia bả vai. Thôi, hôm nay là ta cùng mấy vị huynh đệ thành lập hữu nghị thời gian, vì chúng ta sau này chinh chiến bốn phương tốt đẹp tiền đồ, hôm nay ta liền chính tay đâm kia chấp pháp đường thủ tọa. Dùng đầu của hắn để tế điện chúng ta chết vì tai nạn các huynh đệ. Từ Dương vừa mới nói xong, không đợi mấy cái này ca ca tỷ tỷ thân phận tự cho mình là gia hỏa ngăn cản, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ông trời của ta, A Dương huynh đệ tốc độ thế mà Chẳng lẽ trước đó hắn một mực đang bảo tồn thực lực, gia hỏa này chỉ sợ xa muốn không có so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại nha. Mặc kệ hắn là thân phận gì, A Dương Huynh đệ đáng giá chúng ta thâm giao, từ nay về sau chúng ta liền đi theo hắn cùng một chỗ đi. Tại lão đàm đại ca dẫn đầu dưới, ảnh chủ bốn người nhao nhao ngưng trọng gật đầu, cũng coi là vui lòng phục tùng quyết định đi theo tại từ dương sau lưng. Mà khi bọn hắn năm người đuổi tới chiến trường thời điểm, lại là nhìn thấy để bọn hắn suốt đời khó quên một màn chỉ thấy từ dương liền một người như vậy đơn thương độc mã đối mặt với hai ba trăm chấp pháp đường đỉnh cấp cường giả vây công không những không loạn chút nào lại vẫn là mỗi một lần ra tay đều có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ mười mấy số hai mươi người dạng này khiến người sụp đổ sức chiến đấu triệt để dọa sợ lão mấy anh em thực lực như vậy trời ạ à, ta thật không phải là đang nằm mơ sao Nhạc cơ cái nha đầu kia hoàn toàn mắt trợn tròn, thậm chí nàng cảm thấy mình giống như đã yêu từ dương. Như thế đầu đội trời chân đạp đất, nghĩa mỏng vân thiên đồng thời thực lực siêu phàm tuổi trẻ tuấn hậu sinh, cái kia một nữ nhân sẽ không cảm mến nơi này. Chỉ một cái chớp mắt, từ dương đại sát tứ phương. Liền đem trước mặt cái này hai ba trăm chấp pháp đường chiến sĩ giết cái không chừa mảnh giáp. Mà một màn này cũng thật sâu điêu khắc ở chấp pháp đường thủ tọa cái kia lão đầu nhi râu bạc trong mắt cái này lão đầu nhi râu bạc không hề nghi ngờ là toàn bộ trường nhạc quận đệ nhất cao thủ ngày thường rất ít tại quận thành bên trong đóng quân lần này đột nhiên trở về hẳn là có chuyện gì nhưng nhìn bộ dáng hắn hẳn là không kịp trở về trường nhạc quận khi hắn thu được tam trưởng lão thư tính quyết định dẫn theo những tin anh này tập kích bách một lâm thời điểm liền chú định hắn kết cục chấp pháp đường thủ tọa cổ kiệu bên ngoài cái kia vóc dáng không cao thanh niên mặc áo đen chính là trường lạc tiến chấp pháp đường đại trưởng lão tên là bữa ăn khuya. Thủ tọa đại nhân, tiểu tử này nhìn thực lực rất mạnh, nhưng ta nhìn không ra hắn cái này một thân công pháp đến tột cùng là bực nào con đường. Thủ tọa chẳng qua cười lạnh một tiếng, mạnh hơn cũng chẳng qua là giả lộ, ngươi đi gặp một hồi hắn. Chương 783, Ngũ Đại Vương Trên thực tế, cái này thủ tọa trong nội tâm đã chấn kinh tới cực điểm. Chỉ có điều làm một mạch lãnh tụ, hắn nhất định phải lộ ra một bộ gặp nguy không loạn dáng vẻ. Hắn sở dĩ đem cái này đại trưởng lão phái ra đi đầu cùng từ dương đối công, liền muốn nhân cơ hội lại quan sát một chút từ dương đường lối, cũng may thích hợp thời cơ đột nhiên ra tay đưa nàng chém giết. Nhưng mà hắn dạng này bằng tính căn bản không có chút ý nghĩa nào, bởi vì làm cái này bữa ăn khuya vừa mới thoát ly tại chỗ, vẫn chưa tới 3 giây, liền đã bị từ dương xé rách thành hai nữa. Cũng chính là hắn lần này ra tay, triệt để rung động lân cận cách đó không xa ở vào xem chiến trạng thái lão đàm đại ca năm người trời ạ à, liền hắn vừa mới cái này một đợt thao tác liền đã xa xa không phải chúng ta loại cấp bậc này người có thể làm được hắn nhập thần lực lượng trình độ nào đó tới nói đã khai phát đến cực hạn mà từ đầu đến cuối các người có phát hiện hay không hắn thậm chí liền một cái binh khí đều không có sử dụng loại này cường hãng thân xác ta tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái cái này A Dương thân phận lại không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha ha, như thế thanh niên tài tuấn, làm lãnh tụ của chúng ta, xem ra chúng ta những lão gia hỏa này cũng hẳn là có thể nên đón sự nghiệp thứ hai xuân. Không riêng gì chúng ta, chỉ sợ Tam gia một thế lực, không được bao lâu liền sẽ tại toàn bộ liên minh nhất lên một cơn bão táp. Sắc La Háng bỗng nhiên đánh lồng ngực của mình, điểu thị phấn chấn. Những cái này giang hồ có những cái này giang hồ tán tu, nói thật dễ nghe một điểm gọi là một cái nhàn tảng tự tại, thế nhưng là nói khó nghe một điểm, vậy liền như là một đám bấp bên không có rễ người. Nếu thật là có cơ hội tốt, ai không muốn cùng một cái đủ cường đại người lãnh đạo dẫn đầu bọn hắn đi hướng cấp bậc cao hơn. Bây giờ bọn hắn lại cũng không có nghĩ đến, cái này vốn chỉ là muốn cùng hắn kết giao phóng khoáng thiếu niên anh hùng lại thành bọn hắn thay đổi vận mệnh một cộng cỏ cứu mạng. Một trận chiến này, vẹn vẹn đánh tới loại trình độ này, lão đàm năm người kia đã đánh tâm nhãn bên trong bắt đầu đối từ dương vui lòng phục tùng muốn sau này đối với hắn thề sống chết đi theo ngươi chính là chấp pháp đường thủ tọa a mau mau lăn ra chịu chết nếu như ngươi chủ động cút ra đây ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn cái chết của mình bởi vì ngươi giết nhiều như vậy giang hồ huynh đệ sẽ cùng tại động ta a dương người hôm nay vô luận như thế nào ngươi là không có tư cách còn sống rời đi ngươi làm càng chấp pháp đường thủ tọa đột nhiên đằng không mà lên, thoát ly mình cái này cổ kiệu, cùng lúc đó, sau lưng của hắn trống rỗng thêm ra một đạo to lớn huyết sắc trường đao, nhìn ra được cái này một cái binh khí cũng là tương đương bất phàm. Thế nhưng là làm cái này chấp pháp đường thủ tọa không ngừng hướng phía từ dương liều mạng vung vẫy đao phong thời điểm, hắn rất nhanh liền phát hiện, mình đánh ra mỗi một đạo mũi nhọn, vậy mà đều cùng từ dương bản thể gặp thoáng qua. Thậm chí có không ít tiến công đều đã rõ ràng đánh vào trên người hắn, lại như cũ đối từ dương không được chút nào ảnh hưởng tác dụng. Ha ha, liền ngươi điểm ấy khí lực liền sủng vật của ta, ngươi đều kém xa tích tắc. Phế vật như vậy cũng xứng làm chấp pháp đường thủ tọa. Lập tức ta liền sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Những năm này, ngươi đối tam gia một mạch ức hế bờ, đối với mấy cái này giang hồ những anh hùng chèn ép, ta đều muốn ngươi vào hôm nay gấp bội hoàn trả. Từ dương mấy câu nói như vậy, tính là chân chính mua chuộc lòng người vừa mới nói xong chỉ gặp hắn đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng vọt tới trước mặt lấy chấp pháp đường trưởng lão trước mặt sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu động tác thế mà cứ như vậy vô cùng cường thế đem gia hỏa này trong tay huyết sắc trường đao cướp đoạt tới sinh sôi ở ngay trước mặt hắn bóp nát thành một đống sắt vụn cái gì ngươi đến cùng là từ đâu đụng tới quái vật vậy mà đáng sợ như thế thân thể của ngươi chẳng lẽ là làm bằng sắt sao từ dương xác thực cười lạnh đối hắn khoát khoát tay chỉ, bằng cảnh giới của ngươi, đương nhiên không cách nào lĩnh ngộ lực lượng của ta, nói thật cho ngươi biết, bất kỳ cái gì một mạch tầm thường nhất công pháp, tu luyện tới cực hạn, đều có thể sinh ra biến hóa về chất. Ngươi khoảng cách chân chính tu hành hai chữ còn kém rất xa. Còn có lời gì nghĩ muốn nói với ta? Nếu như không có, ta đem lập tức ra tay kết thúc sứ mệnh của ngươi. Từ dương lúc này hoàn toàn là thẩm phán đồng dạng giọng điệu, hắn như là một cái cao cao tại thượng thần, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống chân mình hạ tù phạm. Mà la hán đường thủ tọa, cũng rốt cục ý thức được từ dương đáng sợ, bắt đầu quỳ trên mặt đất điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, nhìn thấy ngươi như thế hèn mọn cầu xin tha thứ dáng vẻ, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái từ bỏ tôn nghiêm đổi lấy sinh mệnh cơ hội tư cách. Từ dương vừa mới nói xong, đối lân cận lão đàm đại ca năm người vẫy vẫy tay, năm người thuận thế rơi xuống đất rất nhanh liền đem trước mặt đã bị Từ Dương đánh cho tàn phế chấp pháp đường thủ tọa vây lại. Ta nói A Dương huynh đệ, ngươi thật đúng là một kinh người A, nghĩ không ra ngươi có được thực lực cường đại như vậy, xem ra sau này đi theo các người, chúng ta cái này mấy mạch các huynh đệ cũng không đến nổi không chỗ có thể đi. Từ Dương cười nhìn mấy ca một chút. Yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của các ngươi nhất định sẽ làm được. Tương lai ta muốn để các người mỗi người có được vạn dặm giang sơn, mà chúng ta cuộc khởi mạnh mẽ liền từ gia hỏa này bắt đầu. Từ dương nói, dùng vô cùng ánh mắt lạnh như băng đối mặt bên trên cái này chấp pháp đường thủ tọa. Ngươi nếu như muốn còn sống, liền cho trước mặt mấy người này dập đầu liền tha, nếu như các người phải có thể được đến ngay trong bọn họ tất cả mọi người thông cảm, ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là nếu như ngay trong bọn họ có một người không nghĩ để ngươi sống, vậy ngươi chỉ có thể hèn mọn vẫn lạc. Là... Quả nhiên, chấp pháp đường thủ tọa đã triệt để tinh phục từ dương cái thế uy nghiêm phía dưới, điên cùng mà đối với trước mặt mấy lớn giang hồ danh túc dập đầu, tiếc núi là, lãng tiên cùng kiếm cùng đều lựa chọn tha thứ hắn, thế nhưng là tổn thất hơn 30 huynh đệ ảnh chủ. Lại quả quyết tước đoạt hắn sinh quyền lợi. Khi ngươi đem đồ đao nhắm ngay huynh đệ của ta nhóm thời điểm, ngươi liền chú định không có sống sót khả năng, hôm nay nếu như không phải A Dương ở đây, chúng ta khả năng tổn thất càng thêm thảm trọng, nhưng bất luận như thế nào, ta đều đã làm tốt cùng ngươi huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Ảnh chủ vừa mới nói xong, cánh tay phải của mình đột nhiên nhô ra một đạo vô cùng sắc bén ba mũi trảo đâm, đem cái này mũi nhọn sinh sôi là đâm xuyên trước mặt chấp pháp đường thủ tọa đầu lâu. Cũng không lâu lắm, lân cận mấy mạch giang hồ hào kiệt nhóm nhau nhau đuổi tới, lại phát hiện chiến trường này đã là một mảnh thi thể đắp lên, kinh người hơn chính là từ dương mấy cái này nhà mình đầu một vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trọn vẹn hai ba trăm chấp pháp đường chiến sĩ cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn toàn bộ ngã xuống. Các người tới thật đúng lúc, tất cả đều tới đây cho ta. Lão đàm đại ca thét to một tiếng, các mạch giang hồ các đệ tử nhau nhau xông tới, sau đó tại lão đàm đại ca dẫn đầu dưới, tứ đại thủ lĩnh mang theo mỗi người bọn họ đệ tử, đồng thời đối từ dương quỳ một chân trên đất. Từ hôm nay trở đi, A Dương chính là tất cả chúng ta cộng đồng lãnh tụ, cũng là toàn bộ trường nhạc quận giang hồ thế lực tổng thống lĩnh, ta tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ trường nhạc quận thế lực đều đem đưa về ngươi dưới trướng, đến lúc đó. Trường nhạc quận mới xem như chúng ta chân chính căn cứ địa. Mà chúng ta cũng sẽ lấy đây là cứ điểm, một chút xíu hướng chung quanh phát triển thế lực. Chương 784, Kiên cố căn cứ. Từ dương cũng không nhiều chối từ cái gì, dù sao hắn làm đây hết thảy không phải liền là vì mau chóng mở rộng sức ảnh hưởng của mình, triệu tập về bên cạnh mình những cái kia đồng đội sao đã mọi người trung thành như vậy đi theo ta tự nhiên cũng liền không chối từ cái gì từ hôm nay trở đi ta sẽ tại trường nhạc quận thành lập thánh hỏa thần tông cái này một viên đánh dấu chính là chúng ta tông môn duy nhất ký hiệu hết thảy là chúng ta tông môn hạng người huynh đệ ta đều đem cùng các ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử nếu như có một ngày các ngươi cảm thấy rời đi có thể làm cho các người thu hoạch được tốt hơn kết cục ta cũng sẽ nhất định khiến các người áo gấm về quê nhưng là nếu như có một ngày các người lựa chọn phản bội ta phản bội bên người các huynh đệ ta nhất định khiến người này vạn kiếp bất phục đồng sinh cộng tử tất cả mọi người cao giọng hô hô lên từ đó từ dương tại trường nhạc quận thu phục giang hồ thế lực bước thứ hai kế hoạch viên mãn thành công tất cả bị chấp pháp đường thủ tọa mang tới những cái này chấp pháp đường các đệ tử thi thể đều bị thánh hỏa thần tông những đệ tử này cấp tốc thanh lý phải sạch sẽ trừ thần tông một mạch những này tử đệ lại không có bất kỳ người nào biết hôm nay một trận chiến này phát sinh hết thảy lão đàm đại ca ta sẽ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem ngươi biến thành chấp pháp đường thủ tọa dáng vẻ từ hôm nay trở đi ngươi liền lấy cái này thân phận hoàn toàn mới trưởng khống trường nhạc quận chấp pháp đường ta cho ngươi thời gian một tuần bài trừ đối lập đem toàn bộ chấp pháp đường từ trên xuống dưới thật sinh thanh lý một phen những cái kia gặp nguy hiểm không chịu gia nhập chúng ta thánh hỏa thần tông đệ tử toàn bộ thanh lý mất một tuần sau ta sẽ có nhiệm vụ mới tuyên bố cho các ngươi. Về phần những người khác, ta sẽ lập tức tại trường nhạc quận bên trong cho các ngươi riêng phần mình an trí cũng đủ lớn phủ để làm điểm dừng chân. Ngày sau một khi có hành động gì cùng nhiệm vụ triệu tập, ta đều sẽ lấy cái này thánh hỏa thần lệnh làm đánh dấu. Mặt khác ta thánh hỏa thần tông, kể từ hôm nay thiết lập ngũ đại pháp vương, nếu ta không tại trong tông môn, hết thảy công việc toàn quyền do ngũ đại pháp vương phụ trách. Bọn hắn theo thứ tự là Đông Vương Lãng Tiên, Tây vương kiếm cùng, nam vương ảnh chủ, bắc vương nguyệt cơ, cùng, lão đàm đại ca cái này ngũ vương tổng lĩnh. Thuộc hạ bọn hắn bốn mạch đệ tử, như cũ từ bọn hắn phân biệt dẫn đầu, trước đó không có môn phái hoặc là đến tiếp sau nhập môn đệ tử, thì đều giao cho lão đàm đại ca thống nhất phân phối. Hiện tại chúng ta cũng cũng không đủ thế lực cường đại cùng quy mô, bởi vậy thánh hỏa thần tông dạng này danh hiệu, đối ngoại vẫn là ẩn tàng một chút liền tốt, đến tiếp sau hết thảy hoạt động đều giao cho lão đàm đại ca lấy chấp pháp đường danh nghĩa đến tiến hành. Đợi đến ngày sau chúng ta tại liên minh ở trong có thuộc về vị trí của mình, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy thánh hỏa thần tông danh nghĩa để tại cao hơn trên võ đài. Thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó thời gian một tuần, hết thảy đều tại dựa theo từ dương bố trí cùng kế hoạch ổn thỏa tiến hành, toàn bộ chấp pháp đường 5.000 đệ tử, từ dương trải qua một phen đại thanh lý về sau, bắt tới trong đó hơn 300 người, toàn bộ bí mật xử trí những người này đều là hoàng tộc một phương nhất trung thành tuyệt đối nhãn tuyến cùng chân chó từ dương dùng phương thức đơn giản nhất sáng tạo một giấc mơ liền khiến cái này người toàn bộ bàn giao thân phận chân thật của mình lục sạch hoàng tộc tại trường nhạc quận bên trong tất cả nhãn tuyến về sau từ dương cùng vân tam cũng coi như có thể thở vào liền một hơi dù sao hai người cái này điểm xuất phát xem như phóng ra nhiều thành công nghĩ không ra ngươi chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tuần liền thực hiện ngươi đối ta cái thứ nhất hứa hẹn, hiện nay toàn bộ trường nhạc quận đều tại ngươi trong lòng bàn tay của ta, đây chính là chúng ta đến tiếp sau phát triển vững chắc nhất hậu phương lớn. Từ dương gật đầu cười, liền cái này, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta không cần thiết lập tức hướng ra phía ngoài quá trương dương các loại thế lực. Mà là muốn đem chúng ta những cái này 5.000 người nội tình bồi dưỡng thành thực lực đủ cường đại tinh nhuệ chi sư. Dù sao tại bây giờ cái này thế đạo bên trên, chỉ có thực lực chân chính mới là cướp đoạt quyền nói chuyện đạo lý quyết định. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Dù sao Thánh Hỏa Thần Tông bây giờ chủ thể có gần ngàn người quy mô, thế nhưng là cái này một ngàn đệ tử hầu như đều có mười phần phức tạp tu luyện con đường, cùng chấp pháp đường những người kia đều không thể cùng một chỗ tu luyện. Coi như ngươi có tâm dẫn đạo, chỉ sợ cũng phải có độ khó khá cao. Từ dương xác thực cười lắc đầu, căn bản không có cái này nói chuyện, chỉ cần ta từ dương muốn dạy, liền xem như đồ đần, ta cũng có thể đem hắn bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế. Ta quyết định đem chấp pháp đường một bộ phận 4.000 người bồi dưỡng thành quân đội hóa lực lượng. Giao cho bọn hắn ra trận đánh trận trận pháp, cá nhân thực lực thì lấy luyện thể làm chủ, mà những cái kia giang hồ thế lực thì giao cho bọn hắn đủ loại thích hợp mình công pháp, để bọn hắn đi tu sĩ con đường. Cứ như vậy, sau này mặc kệ chúng ta gặp phải là cường đại tu sĩ đoàn đội, vẫn là bách chiến vô địch quân đội, đồng dạng có thể đánh đâu thắng đó. Vân Tam nghe từ dương kế hoạch về sau, càng là kích động liên tục gật đầu. Chỉ cần có người tồn tại, ta nghĩ chúng ta thực hiện mục tiêu của mình, căn bản muốn không được bao dài thời gian. Đảo mắt liền quá thời gian nửa tháng, dựa theo từ dương kế hoạch huấn luyện, bây giờ chấp pháp đường 4.000 các đệ tử đã có thể trên cơ bản hoàn thành quỹ cốt kỳ môn trận pháp ba loại kỹ thuật biến hóa. Mặc dù còn xa xa không đạt được đơn thuần kinh dị tình trạng, Thế nhưng là so với những cái kia bình thường nhất cái khác quận thành chấp pháp đường đệ tử, sức chiến đấu đã tăng lên nhiều gấp mấy lần. Một phương diện khác, Từ Dương nhưng vì năm đó tề châu tu luyện Bách khoa toàn thư, đủ loại luyện thể công pháp hắn đều 10 phần tinh thông, lựa chọn một loại đơn giản thực dụng công pháp, phạm vi lớn truyền thụ hạ đi cũng không được việc khó gì, muốn nói khó khăn địa phương. Thì ở chỗ Từ Dương truyền thụ cho những cái kia giang hồ thế lực thượng thanh nguyên khí đạo, thật đúng là tiêu tốn hắn một không nhỏ công phu nhưng bởi vì cái gọi là công phu không phụ lòng người, mặc dù cái này điểm xuất phát độ khó rất lớn, nhưng khi mỗi người bọn họ thượng thanh nguyên khí đạo nhập môn về sau, thực lực của mỗi người tăng lên đều là mắt trần có thể thấy. Đặc biệt là bây giờ từ Dương Thánh Hỏa Thần Tông cái này ngũ đại pháp vương năm cá nhân thực lực, so với một tuần trước bọn hắn tăng lên gấp mấy lần. So sánh lân cận mấy cái vào thành giang hồ thế lực đầu mục, bọn hắn năm người này sớm đã là hùng bá một phương đỉnh cấp tồn tại. Ha ha ha, Nghĩ không ra nửa tháng này đến nay thực lực của chúng ta đều có đột nhiên tăng mạnh phát triển, thật là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ nha. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia tại trên lôi đài tài năng tất lộ mao đầu tiểu tử, thế mà nghĩ lại ở giữa liền thành tất cả chúng ta lãnh tụ. Tông chủ, ta một số thời khắc thật cảm thấy ngươi không giống như là chúng ta doanh châu người, mặc dù suy đoán như vậy có chút mạo phạm ngài, làm sinh tử của ngươi huynh đệ, chúng ta có thể cùng ngươi không có gì giấu nhau, liền ngươi suy nghĩ như vậy long trời lỡ đất công pháp tu vi. Lão Phu sống mấy chục năm, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người có được lực lượng như vậy. Từ dương lại là cười khổ lắc đầu, trên thực tế ta truyền thụ cho các ngươi thượng thanh nguyên khí đạo phương pháp tu luyện, chính là ta hiện ra ở trước mặt các ngươi lực lượng toàn bộ hiện ra. Nói một cách khác, chỉ cần các người riêng phần mình khổ tâm tu luyện, đợi một thời gian coi như các người không đuổi kịp ta tu vi như vậy cũng là không sai biệt nhiều thượng thanh nguyên khí đạo, nặng nhất luyện thể. Chỉ có đem các ngươi riêng phần mình trong thân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn, liền có thể sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Ghi nhớ ta, hiện tại các người đã là ta từ dương huynh đệ, chỉ là cái này một cái thân phận liền có thể đủ thay đổi vận mệnh của các ngươi, ta nói qua, không được bao lâu, ta liền để mấy người các ngươi ở trong mỗi người tại toàn bộ doanh châu đại lục phong hầu bái tướng. Trở thành trên vạn người nhân vật. Về phần cái khác có quan hệ ta hết thảy, các người liền không nên hỏi nhiều. Chương 785, tiền thuê toàn miễn. Trong nháy mắt, khoảng cách từ Dương thành lập Thánh Hỏa Thần Tông đã qua một tháng. Tại một tháng này bên trong, toàn bộ Thánh Hỏa Thần Tông phát triển gần như giống như là bay đồng dạng tiết tấu, đại đại vượt qua Vân Tam Ban sơ đối từ Dương năng lực ước định cực hạn. Mà dùng từ Dương lời nói của mình, sở dĩ đoàn đội có thể thu được như thế vững vàng nhanh chóng phát triển, càng nhờ vào ngũ đại thánh hỏa thần tông pháp vương đồng tâm hiệp lực. Đồng thời, bây giờ trưởng khống tại từ dương cùng vân tam dưới trướng cái này 5.000 nhân mã trung thành tuyệt đối, từng cái cũng đều chăm chỉ hiếu học, nào đó đủ sức lực tăng cường mình thực lực, bởi vậy cũng cho toàn bộ đoàn đội mang đến cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Mà dạng này tăng lên, không chỉ là thể hiện tại toàn bộ đoàn đội tổng hợp sức chiến đấu phương diện, chỉnh thể lực ảnh hưởng phương diện, thánh hỏa thần tông cái tên này cũng tại càng lúc càng tăng, Bây giờ gần như hơn phân nửa liên minh đều đã nghe nói qua Thánh Hỏa Thần Tông danh tự. Đương nhiên, nhanh chóng như vậy phát triển cũng cho Từ Dương mang đến phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là chấp pháp đường cái này một khối, từ khi thủ tọa bị Từ Dương người bí mật ám sát, bây giờ Từ lão đàm đại ca ngụy trang thành chấp pháp đường thủ tọa thân phận, khống chế toàn bộ đường khẩu. Nhưng Từ Dương bọn người rất rõ ràng, dạng này lừa dối phương thức cũng không thể lâu dài, chân chính muốn thoát khỏi cục diện như vậy vẫn là muốn lấy Thánh Hỏa Thần Tông tên tuổi, tại càng lớn sân khấu bên trên, đứng vững gót chân mới có thể. Bây giờ Từ Dương, dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông binh cường mã tráng, các chiến sĩ cũng đều kích động, khát vọng kiếm công lập nghiệp cơ hội đến, mà cơ hội như vậy cũng không có hoa phí thời gian quá dài chờ đợi, liền đã xuất hiện. Phải biết, toàn bộ doanh châu đại lục, gần như đều là lấy quận thành là nhất cơ sở dân chúng quản lý đơn vị, mà các quận lớn thành dân chúng ở giữa muốn tiến hành buôn bán thông thương, gần như đều dựa vào một cái thống nhất phương thức, đó chính là đi chợ. Mấy cái tương đối hữu hảo lân bang quận thành ở giữa, dân chúng vãng lai liên hệ thương phẩm, tiến hành thương nghiệp buôn bán, cũng là một loại rất phổ biến sinh tồn phương thức, bình quân mỗi tháng có hai trận đại quy mô đi chợ. Mà sinh hoạt tại quận thành ở giữa, công cộng khu vực giả ngoại mã tặc bọn cường đạo, thường thường cũng đều là tại thông thương giai đoạn tiến hành đục nước béo cò. Đương nhiên, một chút thế lực tương đối khổng lồ mã tặc, thậm chí là công nhân ăn cướp trắng trợn, cùng chấp pháp đường ở giữa kiểu gì cũng sẽ trình diễn một chút ma sát. Đây đã là đại lục sinh tồn công lý tính nhận biết. Bởi vậy quận thành ở giữa tiến hành buôn bán vãng lai đi chợ quá trình bên trong, thường thường sẽ mời chấp pháp đường tự mình ra mặt tiến hành hộ tống, liền thông thương đội ngũ hành động trên cơ bản cũng là thống nhất. Bây giờ Thánh Hỏa thần tông nắm trong tay trường nhạc quận chấp pháp đường, bởi vậy trường nhạc quận phiên chợ tự nhiên cũng là muốn từ dương sắp xếp người đến tiến hành hộ tống đây là lần này tiến hành đi chợ hộ tống danh sách thành viên ngài tự mình xem qua đi chợ loại hoạt động này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ dù sao chung quanh có là mã tặc cường đạo nhìn chằm chằm nếu như hộ tống quy mô quá nhỏ rất dễ dàng bị xem như đi sang mục tiêu quá khổng lồ nhân lực tài nguyên tiêu hao cùng tiêu tốn cũng không phải số ít đồng thời chúng ta cũng không phải là nghĩa vụ lao động bất kỳ cái gì đoàn đội kịp thời hộ tống đều sẽ thu lấy đi chợ các thành viên nhất định tiền thuê phí tổn, chúng ta phái ra người quá nhiều. Tiền thuê phí tổn khổng lồ, bản thân cũng là đối dân chúng một loại áp lực tăng cầm. Giờ phút này, Từ Dương đang ngồi ở vân phủ chính giữa chủ vị, bên cạnh thì là thánh hỏa thần tông ngũ đại pháp vương cùng lão đàm đại ca bản tôn, vân tam phủ trách ngoại bộ sự vụ cũng không có trong phủ. Từ Dương rất là tùy ý nhìn thoáng qua cái này một phần danh sách, chỉ là cười lắc đầu từ hôm nay trở đi, hộ tống trường nhạc quận thông thương đội ngũ tiền thuê toàn bộ miễn trừ, chỉ cần là chính chúng ta người đội ngũ, toàn bộ đều là miễn phí hộ tống, về phần nên cho các huynh để phân phát cái này một bộ phận tiền thuê, ta đến nghĩ biện pháp. Từ dương nhìn qua hời hợt một câu, lại là triệt để chấn kinh hiện trường mỗi một cái thánh hỏa thần tông pháp vương. Dù sao dạng này hoàn toàn miễn tiền thuê tiền lệ, tại bất kỳ một cái nào quận thành đều không có thực hiện quá, chỉ có hoàng tộc quản hạt trung vực từng có qua tiền lệ như vậy, mà là lấy hoàng tộc danh nghĩa tiến hành tiền thuê miễn trừ, đồng thời cũng không phải mãi mãi. Không hề nghi ngờ, từ dương cái này vượt thời đại phúc lợi thu xếp, đích thật là có chút xưa nay chưa từng có ý tứ. Tông chủ, ta biết ngài nghĩa mỏng vân thiên, đương nhiên là vì dân chúng của chúng ta nhóm tốt, thế nhưng là cái này một bút tiền thuê phí tổn khá là khổng lồ, chúng ta trong sinh hoạt cũng là cần vận hành, chi tiêu hàng ngày. Trên cơ bản đều muốn dựa vào cái này một bộ phận chủ yếu thu nhập làm nơi phát ra chủ quản thánh hỏa thần tông thu nhập chi tiêu, thì là ảnh chủ, nhịn không được mở miệng hướng từ dương chờ lệnh thu hồi mệnh lệnh này. Ha ha ha, các người không cần như thế lớn áp lực, ta cũng ta dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Chỉ chẳng qua kinh tế của chúng ta nơi phát ra cũng không cần lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Các người vừa mới không phải cũng nói sao. Kề bên này có rất nhiều mã tặc cường đạo, bọn hắn đều là giàu đến chảy mở, chỉ cần lần này chúng ta cố ý phóng ra một chút sơ hở, dẫn xà xuất động, lại đến một cái bắt rùa trong hũ, thật tốt đau nhất làm thịt những cái này mã tặc dừng lại. Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn sau này còn dám hay không nhìn chầm chầm chúng ta trường nhạc quận người động thủ. Dạng này, một phương diện có thể giải quyết kinh tế của chúng ta vấn đề, một phương diện khác tự nhiên cũng có thể khai hỏa chúng ta trong sinh hoạt tên tuổi, từ nay về sau ta muốn để kề bên này tất cả mã tặc giặt cỏ, cũng không dám lại đối với chúng ta xuống tay. Đây mới là chúng ta mục đích thực sự không thể không nói, từ dương dạng này tầm mắt cùng xử sự phương thức. Đã sớm áp đảo tất cả những người khác phía trên, ngũ đại pháp vương trừ tuân mệnh bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng đối từ dương loại này gần như bá đạo giải quyết vấn đề phương thức, mười phần tôn sùng. Ha ha ha, bởi vì cái gọi là hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Tông chủ mặc dù xưa nay không lấy hiệp một chữ này tự cho mình là, thế nhưng là ngươi làm một ít chuyện lại thường thường so với cái kia mua danh chục tiếng gia hỏa thực sự quá nhiều. Ta tin tưởng, không được bao lâu, tất cả bị chúng ta quản hạt dân chúng đều sẽ đối tông chủ mang ơn. Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, các người biết đến, ta cũng không phải là quá coi trọng danh dự người, chỉ có điều ta như vậy giải quyết vấn đề phương thức có thể trị bản, bởi vì ta cũng không đủ thực lực cường đại. Cho nên quy tắc mãi mãi cũng từ chúng ta tới chế định đây mới là chúng ta không ngừng mạnh lên căn bản nhất ý nghĩa đám người minh bạch từ dương dự tính ban đầu nhao nhao nhẹ gật đầu đồng thời đối từ dương ôm quyền không người đã tông chủ đã quyết định làm như vậy vậy chúng ta còn có cái gì có thế do dự đây này lần này danh sách căn bản không cần lại định ra chúng ta chỉ cần đánh ra một cổ số ít người mồi nhữ đi theo thông thương đội ngũ xuất phát chỉ cần có mã tặc cùng cường đạo giám để mắt tới chúng ta ngũ đại pháp vương toàn lực xuất kích tại tông chủ tự mình dẫn dắt phía dưới, lần này nhất định phải bọn hắn thật tốt ra chút khổ sở. Yên tâm đi, lão đàm đại ca, cụ thể hành động liền từ ta đến thu xếp, lần này ta sẽ tại đội ngũ ở trong dấu giếm một chút ảnh vệ, bảo đảm dân chúng tuyệt đối an toàn, chỉ cần có phát hiện, ngay lập tức liền sẽ hướng chúng ta phát ra phản hồi, cứ như vậy. Cam đoan toàn bộ thông thương hành động phòng ngừa sai sót. Chương 786, Chế tài mã tặc Đi chợ cùng ngày, toàn bộ trường nhạc quận xuất phát thương hộ khoảng chừng hơn 2.000 hộ, tổng số người đạt tới hơn 6.000 người. Dạng này quy mô cũng coi là chưa từng có cường đại. Bởi vì tại Từ Dương đến trước đó, Vân Tam cũng đối trường nhạc quận đi chợ thông thương nhân số là có minh xác hạn chế, cho tới bây giờ đều không có vượt qua 500 hộ đơn lần, chính là vì phòng ngừa hấp dẫn thực lực cường đại những cái kia mã tặc đoàn đội chú mục. Nhưng mà lần này hành động, bởi vì có Từ Dương toàn quyền tiếp nhận, mọi người lại cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Hơn 6.000 hào dân chúng bình thường, nếu là thật dựa vào bình thường lực lượng đến bảo hộ, chỉ sợ là cần xuất động toàn bộ một cái quận chấp pháp đường lực lượng mới có thể hoàn thành lần này hộ tống nhiệm vụ. Nhưng mà dựa theo từ dương kế hoạch, lần này trường nhạc quận chấp pháp đường, vẹn vẹn chỉ xuất động 300 cái thành viên, toàn bộ hộ tống đi chợ đội ngũ trái phải giữa khu vực các an cắm 100 người. Dạng này gần như đáng thương hộ tống đoàn đội đội hình, Nghĩ không bị để mắt tới đều là không thể nào. Quả nhiên, trường nhạc quận bên ngoài ẩn sương mù rừng cây ở trong đóng quân, tam đại trang mã tặc toàn bộ ngửi được màu mỡ thịt tươi tư vị. Ha ha ha, đại đương gia, tin tức cốt tin tức cốt A. À. Lần này trường nhạc quận cái kia Vân Tam cũng không biết có phải hay không là đầu bị cửa kẹp, lập tức phái ra hơn 2.000 hộ thương hộ tiến hành thông thương. Nhưng mà không biết là nguyên nhân gì. Bọn hắn lần này chấp pháp đường vẹn vẹn chỉ phái ra 300 người hộ tống quy mô, dựa theo phán đoán của ta, hẳn là cùng trước đó bọn hắn viêm võ đường trận kia so tài có quan hệ. Vân Tam cũng đắc tội chấp pháp đường người, lần này là cố ý bị chấp pháp đường nhân vật cấp bậc trưởng lão cho làm khó dễ. Tam đại trang tam đương gia tại bọn hắn tổng đường trên đỉnh núi yêu uống, mà tại cái này tổng đường trong phòng, Tam đại trang đại đương gia cùng nhị đương gia nghe được tin tức này, đều là hưng phấn đứng lên. Ha 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 thật sự là quá tốt, để bọn hắn chó cắn chó, mà chúng ta liền có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Truyền lệnh xuống, lần này tập kết chúng ta ba lớn trang ba ngàn tên huynh đệ, toàn viên xúc động, ta cái bao. Hơn hai ngàn thương hộ A, lần này làm thành về sau đủ chúng ta nghỉ ngơi nửa năm. Ha ha, đại ca, ta cũng là ý nghĩ này, chỉ cần cái này một phiếu chúng ta làm thành, đám huynh đệ chúng ta hẳn là thật tốt chúc mừng một phen, thuận tiện nghỉ ngơi một chút ngồi tại trung ương nhất đầu hổ trên ghế cái kia đại đương gia rất hài lòng, toàn bộ thân thể thuận thế đứng dậy. Ta mệnh lệnh. Toàn viên xúc động. Các huynh đệ cầm vũ khí, đi theo ca ca cùng lúc xuất phát, đồ tể dê béo. Mênh mông cùng cuộn tam đại trang mã tặc đội ngũ lao xuống đỉnh núi, thật sớm ngay tại ẩn sương mù rừng cây bên ngoài thiết trí hạ trùng điệp mai phục liền đợi đến trường nhạc quận thông thương đoàn đội lần nữa trải qua. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lần này nhiệm vụ lại là triệt để bị mất tam đại trang uy danh hiển hách. Dám đối trường nhạc quận xuống tay, ba người bọn hắn gia chủ cũng coi là đứng mũi chịu sào. Trưa hôm đó, mênh mông cùng cuộn thông thương đoàn đội, vừa vặn tiến vào ẩn sương mù rừng cây biên giới vị trí, cũng là nguy hiểm nhất phải qua đường, sở dĩ cái này tam đại trang mã tặc trú đóng ở ẩn sương mù rừng cây, chính là bởi vì trong này địa thế tương đương hiểm yếu. Hơn nữa là lân cận ngũ đại quận thành liên thông pháo đài, chỉ cần là bị bọn hắn để mắt tới thông thương đoàn đội, trên cơ bản cũng sẽ ở nơi này xuống tay, sau khi thành công cấp tốc tiến vào ẩn sương mù rừng cây, liền xem như thật sự có đầy đủ quy mô chấp pháp đường tiến hành truy kích. Cũng rất khó đối với mấy cái này mã tặc chém tận giết tuyệt. Chỉ tiếc, lần này bọn hắn xem như một chân đá vào tấm sắt bên trên. Cho ta xong. Các huynh đệ, đem cái này cả chi trường nhạc quận thông thương đoàn đội vây lại cho ta, một cái cũng không được bỏ qua đại đương gia đột nhiên phát ra trùng thiên gầm thét. Kèn hiệu xung phong âm thanh tức thời vang lên, toàn bộ tam đại trang mã tập thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Không hề nghi ngờ, trường nhạc quận những cái này không biết rõ tình hình dân chúng cả đám đều rõ ràng hoảng hồn, nhưng bọn hắn cũng không dám lỗ mãn, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu phát ra cùng loạn kêu khóc. Dù sao đối với những cái này thành dân đến nói, cấp nhật một hai tháng dự trữ, lập tức tất cả đều bị mã tặc cướp đoạt không còn, như vậy mang ý nghĩa tiếp xuống bọn hắn sinh hoạt đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ha ha ha, đại ca, lần này chúng ta thật muốn phát đạt nha, hơn 2.000 nhà thương hộ, những vật tư này gần như có thể đem ba người chúng ta trữ vật kho hoàn toàn chất đầy. Tam đương gia cùng loạn cười ha hả. Cùng lúc đó, đoàn đội ở trong kia 300 hào chấp pháp đường đệ tử, cũng cùng những cái này phiêu phì thể tráng mã tặc tội phạm nhóm phát sinh xung đột. Ngay tại lúc này, theo ta cùng lúc xuất phát đã sớm trốn ở lân cận chỗ tối tâm từ dương ra lệnh một tiếng, ngũ đại pháp vương tự mình mang theo 500 tên chấp pháp đường đệ tử liền xông ra ngoài, một đường đại sát tứ phương, triệt để xáo trộn tam đại trang mã tặc đám đội ngũ vây quanh tiết tấu. Má nó, tại sao có thể như vậy, đột nhiên đến nhiều như vậy người. Tam đại trang đại đương gia trợn mắt hốc mồm, một tay lấy bên người lão tam chọc vào trước mặt mình. Lão tam, đây chính là ngươi đang cho tin tức của chúng ta, Ngươi TMG thế nhưng là đem chúng ta mấy ca cho hại thảm nha, này chỗ nào chỉ là nơi nơi 300 người đội ngũ, thế mà tổ có thành tựu hơn nghìn người quy mô. Ha ha ha, đại ca ngươi sợ cái gì, coi như bọn hắn lại đến một ngàn, làm sao có thể là chúng ta những cái này các chiến sĩ đối thủ. Cùng bọn hắn chính diện cứng rắn chính là. Đại đương gia cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao dựa theo cái này tam đương gia nói, từ dương phương diện cộng lại cũng liền hơn một ngàn người, liền xem như ngạnh cương dựa theo lẽ thường để phán đoán, mã tặc thế lực, những cái này tội phạm sức chiến đấu. Nhưng là muốn so phổ thông chấp pháp đường đệ tử cường đại hơn nhiều. Thôi, đã đến, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chạy về đi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những cái này chấp pháp đường đệ tử tất cả đều cho ta chặt. Đại đương gia vừa mới nói xong, vậy mà chủ động phóng tới từ Dương vị trí. Tiểu tử, ngươi thật to gan nha, lại dám tính toán chúng ta ba lớn trang mã tặc thế lực từ dương giống như là nhìn một con chó đồng dạng ánh mắt quét trước mặt cái này đại đương gia một chút. Ngươi tin hay không, ta thả một cái rắm đều có thể bắn chết ngươi. Từ dương lời này đột nhiên mở miệng, lại là đem trước mặt cái này đại đương gia triệt để chọc cười. Ha ha ha, ngươi là từ cái kia trong khe đá đụng tới đồ đần, liền mạng của mình đều không cần, chạy đến nơi đây đến đấu bản đại vương tú, thật là một cái đùa bức. Lão tử hôm nay nếu không đánh ngươi đánh rắm ra tới, tên của ta đều viết ngược lại. Đại đương gia phản phất nhìn thấy một cái không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn lên, liền nghĩ ở trước mặt tất cả mọi người như chém giết từ dương. Song khi hắn giơ lên cao cao trong tay đại đao chém về phía từ dương đỉnh đầu một khắc này, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng cường đại, cấp tốc chạy khắp tiếng kinh mạch của mình các nơi, sinh sôi là ngăn cản mình sắp giao chặt mà xuống động tác đại đương gia rõ ràng cảm nhận được mình cả người giống như là điện giật đồng dạng hoàn toàn không cách nào động tác chút nào tại sao có thể như vậy cánh tay của ta thế mà không nghe sai khiến rồi từ dương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trong tay hắn lưỡi đao chỉ trong tích tắc sắc bén đao mang nháy mắt vỡ nát đại đương gia cái này một hơi trăm năm bảo đao cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị từ dương dùng hai cây đầu ngón tay kéo phải vỡ nát Đại đương gia hoàn toàn ngây ngốc, hắn cuối cùng đã rõ, cái này căn bản là một cái bẫy. Chương 787, mới thuộc về quyền. Đáng chết, nghĩ không ra trường nhạc quận vậy mà xuất hiện ngươi cái này số một không có danh tiếng gì nhân vật, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là trước mấy ngày diễn võ trường đột nhiên hoành không xuất thế cái kia A Dương A. Từ dương thật đúng là không nghĩ tới, tại cái này quận thành ở giữa truyền lại danh hiệu cư nhiên như thế dễ dàng hắn trên thực tế cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa chẳng qua chỉ là tại diễn võ trường ra làm náo động mà thôi thế mà tên của mình liền đã nổi danh đến trình độ như thế không sai ta chính là a dương nói một cách khác ta chính là cái này tam đại trang chủ nhân mới nghe được từ dương như thế cuồng vọng giọng điệu trước mặt đại đương gia tự nhiên không thể thuận theo chỉ là hắn bất kể như thế nào phát lực thân thể của mình cũng không thể động tác chút nào liền như vậy cứng đờ rất tại trên lưng ngựa từ dương đột nhiên đằng không mà lên, ngay trước hiện trường hai ngàn mã phỉ mặt, một chân đạp ở cái này đại đương gia trên đầu. Dưới chân một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, sinh sôi là đem cái này đại đương gia toàn thân xương cốt nghiền ép vỡ nát. Cái này đại đương gia thậm chí liền đau khổ gào lên một tiếng cơ hội đều không có, cứ như vậy bị từ dương ép thành một bãi xương vỡ. Không. Ông trời ơi, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Thiếu niên này đến cùng có thân phận ra sao, thế mà có được kinh khủng như vậy lực bộc phát. Không riêng gì nhị đương gia cùng tam đương gia hoàn toàn mắt trợn tròn, toàn bộ mã tặc đoàn đội cái này lấy ngàn mà tính tội phạm nhóm, chưa từng có trải qua như thế cảnh tượng khó tin. Ta siết cái ai da, hôm nay thật là gặp một cái thần tiên sống nha. Ta tung hoành cái này ẩn sương mù rừng rậm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thực lực kinh khủng như thế, nhân vật như vậy làm sao lại xuất hiện tại trường nhạc quận ở trong. Đều đừng TMJ nói nhảm, hiện tại đã đến chúng ta sinh tử tồn vong thời điểm nơi nào còn có tinh lực nghiên cứu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì tranh thủ thời gian rút lui bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ thật muốn nằm tại chỗ này nhị đương gia đang nhìn đại đương gia cứ như vậy vẫn lạc tại từ dương dưới chân không có lực phản kháng chút nào về sau lập tức liền có phán đoán trước mắt từ dương căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại tam thập lục kế tẩu vi thượng kế chạy trốn mới là tốt nhất sách lực nhưng mà nhị đương gia nằm mơ cũng không có nghĩ đến khi bọn hắn quyết định cùng từ dương thế lực là địch thời điểm bọn hắn kết cục liền đã chú định lại nghĩ chạy trốn căn bản đã là không thể nào kỳ thật cái này nhị đương gia bàn tính rất dễ hiểu đại đương gia cứ như vậy treo như vậy đời tiếp theo đại đương gia dĩ nhiên chính là hắn cái này nhị đương gia nếu như cứ như vậy cúp máy như vậy hắn sẽ mất đi cái này cơ hội ngàn năm một thuở rút lui mau chóng lui lại nếu ngươi không đi liền đến không kịp Nhị đương gia cùng loạn la lên, nhưng mà rất nhanh hắn liền gây nên tràn đầy phấn khởi từ dương chú mục. Chỉ thấy từ dương dưới chân động tác nhanh chóng, hóa thành một luồng ánh sáng, không hề có điềm báo trước lẻn đến nhị đương gia tọa kỵ trước mặt. Đột nhiên oanh ra đống cát lớn nắm đấm, đem cái này nhị đương gia dưới hông cự tượng nháy mắt sụp đổ. Phải biết, một đầu voi thể trọng chừng mấy tấn trọng lượng, mà ở từ dương một quyền phía dưới, đầu này voi hoàn toàn vỡ nát thành đầy đất xương máu kinh người hơn chính là, dưới hông tọa kỵ hoàn toàn sụp đổ, nhưng nhị đương gia phát hiện mình vậy mà một ít chuyện đều không có, phản phất cưỡi cưỡi tọa kỵ liền hết rồi. Cảm nhận được hai chân vững vàng rơi xuống đất xúc giác về sau, nhị đương gia mới cuối cùng đã rõ, đây không phải xúc giác cũng không phải ảo tưởng, chính là chân thật tồn tại một màn. Khi hắn rung rẩy toàn bộ thân thể, nâng lên hai mắt đối mặt đến từ dương băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt, nhị đương gia rốt cục ý thức được, chỉ sợ mình hôm nay thật là tai kiếp khó thoát các hạ. Có chuyện thật tốt nói, ngươi có yêu cầu gì một mực nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Cái này nhị đương gia mặc dù một mặt sợ tướng, nhưng tối thiểu cũng là thức thời gia hỏa. Từ dương cũng không có ngay lập tức ra tay, trực tiếp đem hắn xóa bỏ, mà là một mặt hiền lành biểu lộ nhìn về phía đối phương, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, các người cái này một đám mã phỉ, hợp nhất đến ta dưới trướng, thay ta làm việc. Đối với ngươi mà nói làm như vậy có mấy cái chỗ tốt, thứ nhất, ngươi vẫn như cũ là Mã phỉ đoàn đội nhị đương gia, chẳng những có thể lấy giữ được tính mạng, bảo trụ thân phận của ngươi địa vị, liền ngươi dưới trướng những cái này Mã phỉ các huynh đệ vẫn như cũ nghe ngươi điều khiển. Quan trọng hơn chính là, ngươi có thể bởi vậy thu hoạch một cái to lớn chỗ dựa, cũng chính là ta. Đồng thời từ hôm nay về sau, tất cả đưa về dưới trướng của ta quản hạt địa bàn, ngươi đều không thể động một binh một tốt. Về phần ngươi mang theo nhóm này huynh đệ đi ăn cướp người khác, vậy liền cùng ta không có quan hệ gì. Đương nhiên, ta làm như vậy cũng là muốn có đại giới, trừ ngươi ở ngoài, toàn bộ mã phỉ đoàn đội tất cả người lãnh đạo đều phải chết. Quả nhiên, Từ Dương nói ra lời nói này về sau, Nhị đương gia quả nhiên là tâm động, bởi vì hắn là thật e ngại trước mắt Từ Dương vô cùng kinh khủng thực lực, nếu là ngỗ nghịch Từ Dương ý tứ, Nhị đương gia rất rõ ràng mình sẽ tại trong khoảnh khắc bị Từ Dương trực tiếp bóp nát thôi, tại trước mặt của ngài, ta căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi, nếu như ta kháng cự mệnh lệnh của ngươi, ta thậm chí liền hy vọng sống sót đều không có, trên thực tế ta căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai, ta đáp ứng ngươi chính là. Nhị đương gia vừa mới nói xong, trực tiếp đem binh khí trong tay của mình vứt bỏ, đồng thời xoay người hướng phía sau lưng lấy ngàn mà tính mã phỉ các đại thần thét to một tiếng. Tất cả mã phỉ cùng đang cùng với chấp pháp đường giao thủ các chiến sĩ nhau nhau đình chỉ động tác. Tất cả sơn trại người đều nghe kỹ cho ta, từ hôm nay về sau, A Dương chính là chúng ta đại đương gia, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, ai cũng không thể chống lại, nếu không ta đem tự tay chém đứt đầu của hắn. Mã phỉ nhóm trước đó cũng đều nhìn thấy qua Từ Dương thủ đoạn, tự nhiên cũng không dám nói gì nhiều, vài phút lựa chọn đầu hàng. Từ Dương sở dĩ không có đem những cái này mã phỉ toàn bộ chém tận giết tuyệt, là bởi vì tại cùng cái này một nhóm người sau khi tiếp xúc từ Dương phát hiện hắn không có bọn hắn người bên ngoài không cách nào thay thế tác dụng. Rất tốt, ta rất hài lòng các người dạng này thức thời tác phong. Vậy liền trước đi theo ta cùng một chỗ hoàn thành chuyến này hộ tống nhiệm vụ, sau đó thăm đáp lễ các ngươi sơn trại, ta muốn đem các người trước đó cướp đoạt đến đồ vật một lần nữa hợp nhất phân phối, từ hôm nay trở đi. Các người cái này một đám bả phỉ, cùng nhau đưa về đến thánh hỏa thần tông thế lực, từ ngũ đại thiên vương thống nhất điều phối. Từ Dương nói, đem Thánh Hỏa Thần Tông nội bộ hệ thống cùng ngũ đại thiên vương thân phận, dần dần đối nghị đương gia giới thiệu một phen. Ha ha, yên tâm đi, tông chủ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta những cái này khắp nơi lang thang mã phỉ, cũng coi là có một cái yên ổn kết cục. Chư vị yên tâm, từ nay về sau, không có đạt được các ngươi cho phép cùng mệnh lệnh, chúng ta nhóm người này tuyệt đối sẽ không tự tiện cướp bóc bất luận cái gì một mạch thương đội. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, được rồi tiếp tục lên đường đi. Chuyến này thương đội từ chúng ta tự mình đến hộ tống. Kết quả là, có thể xưng danh châu đại lục sử thượng nhất hiếm thấy một con đi chợ hộ tống đội ngũ chính thức sinh ra. Bởi vì cái này chi hộ tống đội ngũ chủ lực hộ tống thành viên, là một đám mã phỉ. Chương 788, Tuân Lệnh Rất nhanh, làm trường nhạc quận một phương thương hộ môn đoàn đội đuổi tới phiên chợ khu giao dịch thời điểm, cái khác mấy cái hữu hảo quận thành tại nhìn thấy một màn này về sau hoàn toàn mắt trợn tròn. Ông trời của ta, chẳng lẽ là ta hoa mắt, ta thế mà nhìn thấy một đám mã phỉ đến hộ tống thông thương thương đội, cái này cũng quá khó mà tin nổi. Xem ra, trường nhạc quận nghe đồn hẳn là thật, cái kia gọi A Dương Gia Hỏa thật hoàn toàn thay đổi vốn có quận thành cách cục, nghĩ đến không được bao lâu, chúng ta toàn bộ liên minh đều sẽ bởi vì vì thiếu niên này cuộc khởi mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Kỳ thật từ dương làm lãnh tụ, căn cứ một cái hạch tâm nhất tôn chỉ, đó chính là mặc kệ chính mình làm sao phát triển, mãi mãi cũng không thể đụng vào dưới nhất tầng dân chúng lợi ích. Nếu là vì bản thân chi tư, để chúng sinh tiếng oán than dậy đất, đó chính là vi phạm thiên đạo. Tương phản, chỉ cần trấn an vạn chúng dân ý, liền xem như cùng mã phỉ tiến tới cùng nhau, cũng giống vậy có thể có được duy trì của mọi người cùng tán thành. Này này, các người biết sao? lần này chúng ta A Dương lão đại không riêng tự mình hộ tống, liên đới lấy chinh phục kề bên này lớn nhất mã phỉ thế lực, còn để chúng ta hơn 2.000 hào thương hộ vốn nên nên giao nộp bảo hộ thuế hoàn toàn giảm miễn. Lãnh đạo như vậy người thật là cầu đều cầu không đến đâu. Trời ạ, à, nghe ngươi kiểu nói này, ta đều có chút muốn gia nhập trường nhạc quận ý tứ. Ha ha, không cần ao ước, bằng vào chúng ta A Dương lão đại hùng tài đại lực tin tưởng, không được bao lâu, hắn liền sẽ để toàn bộ liên minh đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đến lúc kia, theo tầm ảnh hưởng của hắn tăng lên, đi theo hắn người càng ngày càng nhiều, địa bàn nhi cũng nhất định sẽ không ngừng tăng lớn, chúng ta đều là có thật nhiều năm lân bang, nghĩ đến cũng không bao lâu, chúng ta liền sẽ trở thành người một nhà. Có từ dương lần này vượt mức bình thường cử động cùng thu xếp, lần này năm quận thông thương đi chợ lấy được chưa từng có thắng lợi. Cũng chính vì vậy, toàn bộ liên minh cũng bắt đầu lan truyền lên A Dương danh tự. Trước đó cho tới nay đều là ở vào bị chèn ép nhân vật trường nhạc quận, cũng tại một khi bên trong thành công đi hướng quật khởi, mà cái này, càng là thánh hỏa thần tông cái này càng thêm vang dội tông phái danh tự, một chút xíu truyền hướng chỗ xa hơn. Thông thương đi chợ Hoàng Mỹ kết thúc. Từ dương tự mình dẫn đội trở về ven đường trải qua cái kia đạo rừng rậm, tại nhị đương gia tự mình dẫn đầu dưới, năm ngày vương mang theo trên trăm hào nhi chấp pháp đường tinh nhuệ đệ tử lên núi, đem tất cả núi này bên trên dự trữ vật tư tiến hành một lần nữa phân phối. Dùng không được trực tiếp vận tiến trường nhạc quận, thiếu khuyết vật tư, từ dương trực tiếp hạ lệnh cho những cái này mã phỉ các huynh đệ hoàn thành tiếp tế, đồng thời tại lão đàm đại ca tự mình thu xếp phía dưới. Chọn trúng toàn cái trong liên minh mấy cái cùng trường nhạc quận đối địch quận thành thành, thành thị lân cận bắt đầu một vòng mới ẩn nút. Tốt, chúng ta muốn về quận thành, chúng ta xin từ biệt đi, ghi nhớ ta đối với các ngươi nói lời, từ giờ trở đi các người cũng đã là thánh hỏa thần tông đám đệ tử dưới nhưng là các người tại đối ngoại hành động thời điểm không có ta trao quyền ai cũng không cho phép lấy thánh hỏa thần tông danh nghĩa tự mình làm việc đương nhiên các người nếu là tiếp tục lo liệu nghề cũ ta cũng sẽ không tiến hành ngăn cản có thế từ mấy cái kia quận thành ở trong cướp đoạt bao nhiêu vật tư liền nhìn bản lãnh của các ngươi ha ha tông chủ yên tâm mấy cái kia quận thành đều là xưa nay cùng trường nhạc quận thế lực đối nghịch chúng ta nhất định không có bất luận cái gì lưu thủ, tất nhiên để bọn hắn trả giá đắt. Nhưng mà để từ dương bọn người không nghĩ tới chính là, năm ngày sau đó, cũng chính là những cái này mã phỉ, trả lại nhập thánh hỏa thần tông môn hạ lần thứ nhất hành động, mã phỉ đoàn đội 2.000 người chiến sĩ liền tổn thất hơn phân nữa. Nguyên nhân thì là cái này nhị đương gia quá lỗ mãn, cho là có từ dương ở sau lưng chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm, kết quả trực tiếp dẫn theo thủ hạ các huynh để giết tiếng ba xóa quan nói lên cái này ba xóa quan, chính là Trường Nhạc quận phương hướng Tây Bắc, An Thủ Tuấn, Không Chu Toàn Tuấn, cùng Chiến Minh quận Tam Đại quận thành giao nhau miệng. Cái này ba cái quận thành xưa nay cùng Trường Nhạc quận quan hệ vô cùng ác liệt, xem như cái này thống nhất liên minh ở trong cùng Trường Nhạc quận nhất không đối phó ba cổ thế lực. Lúng túng là, cái này ba cổ thế lực tại toàn bộ liên minh ở trong tổng hợp năng lực cũng đều là sắp xếp tiến trước năm. Ngày thường bọn hắn trừ cùng liên minh minh chủ chỗ an bình quận thành bảo trì hữu hảo quan hệ ngoại giao bên ngoài, cái khác tất cả trong liên minh quận thành, bọn hắn ba nhà đều như không có gì, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt đấu đá. Mà cái này tam đại quận thành hào hung hãn thực lực, từ đây lực bọn hắn trực tiếp đối mã phỉ ra tay liền có thể thấy được chút ít, liền mã phỉ thế lực đều toàn vẹn không sợ, thậm chí có thể chủ động xuất kích, có thể nghĩ bọn hắn nội tình cùng sức chiến đấu đến cỡ nào kinh người. Tông chủ, đây là mã phỉ nhị đương gia gửi tới cầu viện tin, chúng ta hiện tại còn có hơn 400 cái mã phỉ huynh đệ bị vây ở ba xóa quan, nghe nói là bị hơn 3.000 ba xóa quan ba quận thành quân đội liên minh vây khốn. Bên kia cầm đầu tiếng người xưng nếu là mã phỉ các huynh đệ không giao ra 500 vạn lượng bạch ngân, nhất định sẽ không bỏ qua những huynh đệ này. Từ dương không quan trọng cười cười, có hay không phái người tới cùng bọn hắn bàn bạc, bọn hắn có biết hay không đám người này chính là chúng ta thánh hỏa thần tông dưới trướng lão đàm đại ca một mặt lúng túng nhẹ gật đầu phái đi ra ba cái huynh để làm người chết cùng bên kia trao đổi chẳng qua rất nhanh liền truyền về tin tức những người kia trực tiếp đem chúng ta sứ giả cho chém từ dương lại không tốn nhiều cái gì miệng lưỡi cứ như vậy bình tĩnh đứng lên thân tới đã bọn hắn như thế không biết điều chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thuận tiện chúng ta cũng phải mượn nhờ một trận chiến này làm cho cả liên minh vĩnh viễn ghi nhớ chúng ta thánh hỏa thần tông danh tự lão đàm đại ca nhìn từ dương chiến dịch đã quyết, lập tức giấy lên 10 phần nồng đậm chiến đấu hứng thú, năm ngày vương cũng không có quá bao lâu thời gian liền lần nữa nhấc tay. Ha ha, tông chủ, lần này chúng ta tiến quân ngã ba đường, thế nhưng là một trận ác chiến A, à, các huynh đệ, thế nhưng là đều là chờ thật lâu, muốn kiến công lập nghiệp. Từ dương khe khẽ lắc đầu, không, cái này vẹn vẹn chỉ là một trận thí luyện, tương lai chờ đợi chúng ta đại chiến ác chiến còn có rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ liên minh nội bộ tranh chấp, căn bản không tính là cái gì. Lần này, ta dự định mang một chút thực lực tương đối yếu kém người mới, theo ta xuất chiến. Các người ngũ mạch riêng phần mình lấy ra 30 tân thủ, ta tự mình dẫn đầu bọn hắn đi ba xóa quan. Tuân lệnh. Rất nhanh, một nhóm 200 người đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Từ dương dưới hán chỗ cửa chính là trước đó Sơn Vĩ tổng bộ tiến cống đến lửa kỳ lân, trong tay cái này một cây trường thương cũng là từ dương tùy tiện tìm tới một kiện trăm năm thần binh. Mặc dù cường độ không thể cùng hắn ngọc quốc thần khí, thậm chí đồ thiên so sánh, nhưng ở như dưới mắt loại này cấp bậc quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, đủ để cho từ dương khinh thường quần hùng. Ba xóa quang, giờ phút này đối với tụ tập ở đây tam đại quận thành ba ngàn tên các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp bày trận nên kích từ dương mang tới cái này hai trăm cái huynh đệ. Ha ha ha, Ta ngược lại là cái này cái gì thánh hỏa thần tông lợi hại đến mức nào đâu, suy nghĩ cả nửa ngày chính là một cái chó má, dày vò lâu như vậy, liền làm ra 200 cái phế vật xuất chiến, thật không muốn khi dễ các người những người này. Chẳng qua cũng tốt thừa cơ nghiền nát các ngươi khí diễm, ngày sau lại nghĩ tiến công trường nhạc quận, cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Chương 789, Liên minh phản hồi Mở miệng người này, khoác trên người một kiện tử sắc lông trồn áo khoác, trong tay một cây trường thương, dưới hông màu tím đen ô kim bảo mã, cho người ta một loại khí thế phi phàm cảm giác, người này chính là chiến thần quận chấp pháp đường thủ tọa tử ni. Ha ha ha, tiểu tử, miệng ngươi khí như thế lớn, thật là ghét bỏ mình mệnh dài sao. Nếu quả thật là như vậy, ngươi bây giờ liền sớm lên ngựa, cùng ta đơn đấu, ta nhìn ngươi có thế dưới tay ta kiên trì vài giây đồng hồ. Từ dương vừa dứt lời, chưa từng nghĩ tiểu tử này thế mà như thế xong, trực tiếp dục ngựa tiến lên, trong miệng còn tại không ngừng kêu gào nhưng mà lần này, Từ Dương thật là lười nhát tự mình ra tay, liền trước mặt cái này gọi Tử Ni gia hỏa, mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng lại đã sớm không cách nào cùng Từ Dương vung xuống năm ngày vương đánh đồng. Loại này đồ rác rưởi, căn bản không tất yếu tông chủ ngươi tự mình ra tay, vẫn là để ta đến thay ngươi giải quyết nó đi. Lãng Tiên vừa mới nói xong, tự mình ra tay, bên hông kia một cái kim cương trường kiếm thuận thế bay ra, kiếm mang phóng thích ra nhan sắc tia sáng lập tức đem trước mắt tử ni toàn bộ tầm mắt hoàn toàn phong tỏa trong chớp mắt này ở giữa tay nâng kiếm rơi tử ni đầu người rơi xuống đất cái gì lẽ nào lại như vậy những cái này lớn mật cùng đồ dám tổn thương chúng ta thủ tọa các huynh đệ cùng bọn hắn liều để từ dương không nghĩ tới chính là cái này chiến thần quận một mạch chấp pháp đường người một cái sau một cái hung hãn lại nhìn thấy nhà mình thủ tọa cứ như vậy hời hợt bị chém giết về sau vậy mà không sợ hãi chút nào, tất cả đều liều lĩnh xông lên, liền phải cùng từ dương đám người liều mạng. Thôi, có ít người hắn chính là xương cốt cứng rắn đầu sắt, không để bọn hắn trải qua một ít chuyện, bọn hắn vĩnh viễn đều không biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Từ dương lắc đầu bất đắc dĩ, đột nhiên dưới hông lửa kỳ lân phóng lên tận trời, vậy mà liền dạng này đơn thương độc mã chủ động đón lấy đối diện xông lên lấy ngàn mà tính chấp pháp đường đệ tử. Đơn giản nhẹ nhàng một cái vất tay động tác, từ Dương Trường Thương trong tay khuếch tán ra một đạo vô cùng cường đại khí lãng, lao nhanh vị trí tất cả chấp pháp đường đệ tử trong khoảnh khắc liền bị chém hạ đầu lâu. Chỉ vừa đối mặt công phu, mấy trăm viên đầu lâu liền điên cùng như vậy thoát ly những cái này thân thể. Ông trời ơi, đây là muốn có thực lực kinh khủng bậc nào a? À? Tiểu tử này vậy mà đáng sợ như thế, xem ra phía ngoài truyền ngôn đều là thật. Cái này thành lập Thánh Hỏa thần tông lãnh tụ coi là thật không phải chúng ta có thể chọc nổi nha. Quả nhiên, khi nhìn đến từ dương lần này cường thế ra tay hiển lộ rõ ràng ra thực lực cường đại về sau, không chu toàn quận cái kia chấp pháp đường thủ tọa cũng bắt đầu hoảng hốt. Dù sao hắn tự hỏi, mình thực lực so với tử ni cũng chẳng qua là tại sàng sàng với nhau, đặt ở trước mắt, từ dương loại cường giả cấp bậc này trước mặt quả thực liền cái rắm cũng không bằng. Ha ha ha, thật đúng là một loại châm chọc đâu, vừa mới nói a à chúng ta là chó má, hiện tại các người lại ngay cả cái rắm cũng không bằng, triệt để biến thành một chuyện cười, chẳng qua những cái này đều đã không cách nào thay đổi vận mệnh của các ngươi. Hôm nay bất kể là ai đến các người nơi này tất cả mọi người phải bỏ mạng. Năm ngày vương cũng không cho cái này tam đại quận thành chấp pháp đường các chiến sĩ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp hạ lệnh khởi xướng công kích, thề phải đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ chiếm được. Bởi vì chấp pháp đường thường thường liền đại biểu cho một cái quận thành tôn nghiêm cùng ngạnh thực lực, nếu là không cho bọn hắn mang đến một chút hủy diệt tính nghiền ép, những người này vĩnh viễn thấy không rõ chân chính tình thế đi hướng. Nếu là cùng những cái kia dân chúng bình thường liên hệ, Từ Dương nhất định sẽ thay đổi sách lược của mình, nhưng cùng những cái này chấp pháp đường gia hỏa va chạm, chỉ có đem mình thực lực phát huy ra để bọn hắn trải qua thành chân chính tuyệt vọng. Cả tràng tác chiến tiếp tục đại khái một khắc đồng hồ thời gian, hiện trường tam đại quận thành, trọn vẹn 3.000 tên chấp pháp đường chiến sĩ toàn bộ bị chém giết sạch sành xanh, vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái này quận thành chấp pháp đường thủ tọa trở thành chỉ có hai người sống sót. Lúc này, đối mặt với từ dương lửa kỳ lân bá khí phong thái, hai đại chấp pháp đường thủ tọa, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, thấp bọn hắn nguyên bản đầu ngẩng cao sọ. Cũng chính là trong lúc này, năm ngày vương tự mình dẫn người đem kia bị vây ở chung quanh nơi này hơn 400 hào mã phỉ huynh để toàn bộ doanh cứu ra. Hai người các ngươi hôm nay có thể không cần chết rồi, riêng phần mình trở lại các ngươi quận thành, nói cho các ngươi biết quận thành thần dân thánh hỏa thần tông thế lực lập tức liền phải trải rộng toàn bộ liên minh hết thảy là chấp pháp đường nhất hệ không nghĩ quy thuận ta cho các ngươi ba ngày thời gian mau mau rời đi liên minh phạm vi bên trong ba ngày sau đó ta sẽ đích thân dẫn người tới đón tam đại quận thành quyền khống chế giống các người riêng phần mình quận thành đều không khác mấy tự mình ra nên tiếp nếu để cho ta không hài lòng các người biết hậu quả từ Dương dùng ánh mắt lạnh như băng phân biệt quét trước mặt cái này hai đại chấp pháp đường thủ tọa một chút. "Ghi nhớ ta, đừng nghĩ đến có ý đồ xấu gì, coi như các người có thể chuyển đến cái gì cứu binh cũng giống vậy không cách nào đền bù kết cục sau cùng, chỉ cần có ta A Dương Thánh Hỏa Thần Tông thế lực đặt chân địa phương, chìm nổi là các người lựa chọn duy nhất." Một trận chiến này, Từ Dương vẫn như cũ là lựa chọn điểm đến là dừng phương thức đến xử lý, đồng dạng hắn cũng muốn thăm dò một chút Liên Minh Phương diện động tác bởi vì từ dương lo lắng cho mình đẩy tới điên độ quá nhanh rất có thể sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đó chính là sớm quá sớm kinh động hoàn thất mà trên thực tế từ dương dạng này thăm dò cũng không có quá lớn ý nghĩa bởi vì trường nhạc quận chỗ toàn bộ liên minh phóng tầm mắt toàn bộ bắc vực đều là chưa có xếp hạng đếm được mặt chờ tồn tại căn bản không có bao nhiêu cường giả chân chính để ý tình huống bên này ba ngày sau tông chủ việc lớn không tốt không chu toàn quận kia hai cái chấp pháp đường thủ tọa vương bác đảng tại bị ngài khoan thứ về sau chẳng những không có truyền đạt ý của ngài ngược lại tự mình tiến về liên minh nộp lên có quan hệ chúng ta trường nhạc quận cái gọi là mười tông tội đồng thời đem thánh hỏa thần tông tồn tại hoàn toàn nói xấu liên minh hiện tại đệ nhất thế lực an bình quận đã đem chúng ta trường nhạc quận xem như là liên minh chỗ bẩn đã liên hợp mời chào liên minh nội bộ bác đại quận thành tổng cộng năm vạn chấp pháp đường quân liên minh hướng chúng ta bên này giết tới đây dạng này tin tức sau khi truyền ra đường bên trong năm ngày vương bao quát ngồi tại chủ vị vân tam gia cũng cũng nhịn không được hoảng hồn a à dương lần này nên làm thế nào cho phải xem ra chúng ta đối toàn bộ liên minh thái độ dự đoán cũng không phải là hết sức chính xác từ dương lại là cười lắc đầu căn bản không phải chuyện như thế nếu như liên minh lãnh tụ đoàn đội không muốn dùng chúng ta là địch coi như hai tên phế vật kia lại thế nào khóc lóc kể lể bọn hắn cũng nhất định sẽ bỏ mặt tìm cơ hội từ chối lời nói lần này bọn hắn dễ dàng như vậy liền liên hợp hiệu triệu hơn phân nửa liên minh quận thành thế lực cộng đồng thảo phạt chúng ta nói rõ liên minh lãnh tụ quận thành an bình quận thế lực tối cường đã đối với chúng ta cấp tốc phát triển sinh ra lòng kiên kỵ bọn hắn chính là muốn nhân cơ hội này chèn ép chúng ta lấy vững chắc liên minh bọn họ lãnh tụ địa vị tông chủ nói không sai những người kia chẳng qua cũng là suy xét đến ích lợi của mình nào có cái gì duy trì công bằng có thể nói theo ta thấy chúng ta liền cùng cái này năm vạn liên quân huyết chiến một phen, mặc dù phần thắng của chúng ta rất xa vời. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có lực đánh một trận. Bây giờ thực lực của chúng ta tại tông chủ tự mình dạy dỗ hạ đều có nhảy vọt tiến triển, nếu thật là đánh nhau chết sống, lớn không được lưỡng bại câu thương, cũng nhất định không để bọn hắn chiếm được tiện nghi. Chương 790, trận địa sẵn sàng. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn la lên lên, một chút cũng không có e ngại ý tứ. Mà một màn này, xem ở từ dương trong mắt, cũng làm cho hắn rất cảm thấy vui mừng, tối thiểu chứng minh mình cái này hơn một tháng thời gian đến nay, vì toàn bộ trường nhạc quận trúc xuống tâm huyết vẫn là đáng giá. Từ dương quét mọi người tại đây một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vân tam gia trên thân. Tất cả mọi người không cần kinh hoảng, ta tự có biện pháp ứng đối, cái này cái gọi là quân liên minh, chỉ cần tại chúng ta trường nhạc quận bên ngoài công cộng khu vực thiết trí đủ cường đại pháp trận, thậm chí không cần vận dụng một binh một tốt. Ta liền có nắm chắc đem cái này năm vạn đại quân trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ cần có thể đánh lui bọn hắn cái này một nhóm người, như vậy bước kế tiếp trở thành liên minh mới lãnh tụ quận thành chính là chúng ta trường nhạc quận. Từ dương mãi mãi cũng là như thế này tràn ngập tự tin, bởi vì hắn có được người bên ngoài vĩnh viễn không cách nào với tới thực lực cường đại khi hắn kế sách như thế nói sau khi đi ra đám người liền đều cảm thấy trong nội tâm một khối tung bay tảng đá vững vàng rơi xuống đất dường như chỉ cần có từ dương tại trường nhạc quận chính là thế gian này nhất vững như thành đồng một tòa thành trì sau đó từ dương tự mình chỉ đạo năm ngày vương vận dụng thánh hỏa thần tông dưới trướng tán tu thế lực bắt đầu liên hợp bày trận hoa đại khái hai ngày hai đêm thời gian liền tại trường nhạc quận ngoại vi công cộng khu vực bố trí cửu u minh hỏa trận cái này nhất pháp trận chính là thượng thanh nguyên khí đạo ở trong ghi lại số lượng không nhiều nguyên thủy lực lượng pháp trận một trong, vừa vặn cần nguyên thủy khí tức đến thôi động, không cần nhận bất luận cái gì thiên địa pháp tắc hoàn cảnh lớn chế ước. Quan trọng hơn chính là, cái này nhất pháp trận đặc thù thuộc tính đặc biệt, quyết định một trận này pháp tại ứng đối đại quy mô phòng thủ tính trận địa chiến thời điểm, có thể đưa đến tương đương kinh khủng tác dụng. Từ Dương trước đó cũng không có thử qua, nhưng hắn biết rõ có mình tự mình giữ cửa ải. Cái này nhất pháp trận tuyệt đối có thể cho cái này năm vạn quân liên minh mang đến trí mạng trọng thương. Hai ngày sau đó, liên minh lãnh tụ An Bình quận xuất lĩnh bát đại quận thành năm vạn liên quân đại quân áp cảnh, rốt cục tiến vào bị từ Dương bố trí pháp trận trong rừng. Mà đã sớm chuẩn bị từ Dương một phương lập tức phái ra ảnh chủ, tự mình dẫn đầu 50 tên ám ảnh thích khách, tại cái này rừng cây ở trong bốn phía xuyên qua, tận khả năng nhiễu loạn quân liên minh trinh sát sức phán đoán. Khởi bẩm đại tướng quân phía trước phát hiện một chút ám ảnh thích khách chỉ là những người này hành động lực quá mức nhanh nhẹn không cách nào bắt được bọn hắn hành động quỷ tích làm sao bây giờ quân liên minh chính giữa cái kia một thân áo giáp màu hoàng kim bị kêu gọi làm đại tướng quân người chính là an bình quân chấp pháp đường thủ tọa càng là toàn bộ liên minh người cầm quyền không sao chúng ta người đông thế mạnh liền xem như đẩy ngang đi qua bọn hắn cũng tuyệt đối không có ngăn cản hạ khả năng tới mệnh lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ lại phái chúng ta 200 trinh sát đội ngũ, phân tán đến các nơi tiến hành điều tra. Một khi có tin tức lập tức trở về báo. Tuân lệnh. Rất nhanh, quân liên minh trinh sát quân đoàn tứ tán phân bố ra, thật tình không biết cái này cùng từ dương sớm làm ra phán đoán cùng bố trí không có sai biệt. Ha ha ha, công chủ, ngươi quả thực chính là thần nhân A, thế mà liền kế hoạch của bọn hắn đều sớm nhìn thấu. Từ dương trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, cái này vẻn vẹn chỉ là chiến trường ở trong đơn giản nhất bố trí mánh khóe thôi, nhưng ta nhất định phải thừa nhận, cái này liên minh lãnh tụ vẫn là một cái tương đối ổn thỏa người, nếu như hắn không phải gặp chúng ta, tình hình như vậy. Bằng vào một cái quận thành thực lực căn bản là không thể nào ngăn cản. Tiếp xuống, phái ra ninja đội ngũ, đem tất cả sau đó cấp tốc thanh lý mất. Ảnh chủ, ngươi tự thân ra trận, trang điểm thành trinh sát đoàn đội thủ lĩnh bộ dáng, lẻn vào đến quân địch trận doanh bên trong, Báo cáo tin tức giả, đem cái này 5 vạn đại quân dẫn vào Đông Nam bên cạnh. Chúng ta trận nhãn hạch tâm lân cận, chỉ cần 5 vạn đại quân tiến vào trận mắt khu vực hạch tâm, ta có nắm chắc có thể bằng vào một cái pháp trận lực lượng tiêu diệt bọn hắn hơn phân nửa người. Làm cho cả quân liên minh triệt để lâm vào khủng hoảng. Đến lúc kia, những người này cũng chỉ có thể để chúng ta xâm lược trọn vẹn 5 vạn người quân liên minh quân đội, dạng này vật tư có thể để cho chúng ta lần nữa trong thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh nhân thủ tuân lệnh. Theo từ dương một đợt hoàng mỹ bố cục, lãng nhân đoàn đội cùng ninja gia đoàn đội hoàng mỹ hợp tác, 200 người trinh sát đội ngũ vẻn vẹn vẻ chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến thời gian, liền bị toàn bộ thanh lý trống không. Sau đó, ảnh chủ tự mình đến đến kia an bình đại tướng quân trước mặt, đem hư giả tọa độ đi hướng hồi báo cho quân liên minh thủ lĩnh. Cũng không lâu lắm, năm vạn đại quân cùng một chỗ hướng cái này công cộng rừng cây phía tây nam trận nhãn vị trí hạch tâm tới gần, mà lúc này, từ Dương thì tự mình xuất lĩnh cái khác tứ thiên vương, tổng cộng 5 người cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chờ đợi năm vạn đại quân đến. Mắt thấy người đông nghìn nghiệp đội ngũ, tiến vào pháp trận bao phủ thế giới khu vực, Từ Dương đột nhiên mang lấy lửa kỳ lân, đơn thương độc mã hoành ngăn tại năm vạn quân đoàn trước mặt. Ngươi chính là quân liên minh lãnh tụ đi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời hô to ba tiếng thánh hỏa thần tông vạn tuế. Nếu như ngươi làm được, không riêng ngươi có thể không cần vẫn lạc, liên đối lấy ngươi mang tới cái này năm vạn quân liên minh các chiến sĩ cũng có thể thu hoạch được cơ hội sinh tồn, nếu như ngươi làm không được, đối các người những người này chế tài lập tức liền sẽ giáng lâm. Từ dương dạng này đột nhiên xâm nhập, một thân trang phục, nhưng cũng có thể để người sinh ra lòng kiên kỵ, coi như bằng một mình hắn muốn ngăn cản năm vạn đại quân, vẫn còn có chút quá mức khoa trương. Ha ha, người trẻ tuổi, ta có thể hiểu ngươi cùng ngạo, nhưng nếu như ngươi cảm thấy bằng vào chính ngươi liền có thể ngăn cản được năm vạn người tin anh đội ngũ vậy ngươi thật là quá đem mình coi ra gì từ dương sắc mặt bình tĩnh nhún vai nghe ý lời này của ngươi là không có ý định phối hợp nghe bình nhắc nhở của ta đúng không an bình quân lãnh tụ cười trên thực tế ta đều không có đưa ngươi xem như một người bình thường đến đối đãi mà là một cái sắp đi hướng vẫn lạc đáng thương lỗ mãn người cung tiễn thủ đoàn đội bắn tên An Bình quân lãnh tụ vung tay lên, phía sau 500 người cung tiễn thủ đoàn đội đồng thời khóa chặt từ dương mục tiêu, đồng loạt tính ra hàng trăm mũi tên điên cùng giáng lâm. Nhưng mà chính là ở sau đó một nháy mắt, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình một màn trình diễn. Tất cả mũi tên đều tại từ dương trước mặt 3 mét có hơn vị trí toàn bộ huyền không đình chỉ động tác, lại khó hướng về phía trước đột phá chút nào. Thật mạnh thủ hộ cương khí. Cho ta tiếp tục bắn tên. Gia hỏa này hẳn là thật không đơn giản. Kiếm khách đoàn đội tiếp tục theo vào, cho ta vây giết tiểu tử này. Nhìn ra được, An Bình quận cái này lãnh tụ đại tướng quân đã có chút hoảng hồn, nghĩ đến trước đó từ dương mang cho hắn đề điểm, thậm chí đã có muốn rút lui xúc động. Chẳng biết tại sao, từ dương khí tức trên thân cũng không rõ ràng, nhưng khi cái này An Bình quận lãnh tụ đối mặt bên trên từ dương ánh mắt kia thời điểm, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có một loại sâu không lường được ma lực. Khai trận Từ dương phát ra hết dài một tiếng, tiềm ẩn ở chung quanh tất cả ảnh vệ đồng thời động tác. U Minh đại trận từng cái phương hướng đồng thời bốc cháy lên vô cùng cường đại nguyên thủy khí tức hỏa chủng, trong chớp mắt này ở giữa, năm vạn người quân đoàn liền bị chung quanh tầng này hoàn toàn phong bế tường lửa triệt để phong bế. Ha ha ha, chỉ bằng các người những người này, một đám người ô hợp, cũng dám hướng chúng ta thánh hỏa thần tông khởi xướng khiêu chiến, quá hôm nay ta liền phải để các ngươi minh bạch, Trường nhạc quận Vân Tam gia chính là toàn bộ Liên Minh mới thủ lĩnh. Mà Thánh Hỏa Thần Tông cũng sẽ thành toàn bộ liên minh mạnh nhất tông môn thế lực, về phần các người đám rác rưởi này, liền có thể vĩnh viễn an nghỉ ở đây.